Cái này thì bao nhiêu chú? 2 triệu. 2 triệu cơ, ghê quá. Ở đây sống mai xem tiền được bao nhiêu. Để nghiên cứu đã. Ai nước nấu xanh nhau đã. Cà phê nào. 2 triệu à? Là thấm thủy hay là gì đây? Thấm trong để thay ít sổ. Nói chung là bây giờ thích thay đẹp thì là thay thay khác. Đây chỉ việc nhấc lên nhưng mà. Rồi hiểu rồi nhưng mà đi đã. Chưa đi hết chợ. Khu vực có hỏi được cây kia chưa anh? Cái cây của ông Lập thế nào? Của anh thì một tay đẹp tự nhiên tay đẹp khi nào sẽ có đồ mới thế hôm nay rất nhiều đồ mới rất nhiều có cả mít thái à mít thái à không phải đâu mít ta thì mua cho nên là cũng không dám khẳng định cái gì đâu chưa biết đúng không đấy, không dám khẳng định cái gì tuổi cái gì nó giật ở kia dưới này ở kia là đá đỏ là mua đi mua đi vay bỏ cái quả kia là ngày xưa là làm quả cây bưa là quả vai bò ấy. Ngày xưa mà đi cày là có đoạn vai bò đây rồi. Đi dạo vòng xong rồi bắt đầu quay chi tiết các bạn nhé. Chợ này. Hồng mai đang mùa hoa. Cái đồi nó cứng lắm nhá. Đang nhớ ôi. Không làm từ đầu không nổi đâu. Giòn. Nó cứng lắm. Vừa cứng lại vừa giòn để cái gánh anh. Những con trồng trong chậu thì làm được. Đúng. Vào dây 2-3 làm một lần, trong lần thứ hai là sẽ làm đẹp được. Cái này làm chuyện vuông hết. Bẻ cái ngay rất khó làm. Mẫu đơn cây trồng trong đất thì khó làm, chứ còn trong chậu là nó bể. Mẫu đơn bao nhiêu anh? Hả? Mẫu đơn bao nhiêu? Mẫu đơn lên 6 triệu. Đơn đỏ. Thì gió nó tát luôn. Đơn ta này. Thế còn con này? Cái gì nhỉ? Xin. Phải cắt miếng này đi này. Hạ cái cổ đi một cái. Cắt đi á. Bỏ nó đi nhưng mà bỏ đi lấy sang đây lấy ngọn đây bỏ ngọn này bỏ đây cái này hơi ấy đấy không đẹp đây tay đây mà mình chơi cái này nó trở thành cái cây nó khó hơn chứ có để cái thằng này nó tục làm đến bao giờ mới xong thằng này nó mới nhanh xong thế phải chờ thằng này nó được lâu Lò xo. Một lý ấy, mình có chốt được không? Rồi 6 triệu đây. Đơn thân này. À, đây anh lại mang lên này. Đây lại mang lên này. Báo thôi hẹn bạn sẽ mang lên rồi. Không đúng qua nữa không đúng là không nổ đốt mà đi đi chợ đó đầu chưa đi bao giờ thế đi thì xong rồi cộng vấn đề dậy muộn nữa thì không biết đường nhưng thì bình thường chạy thì qua cầu Thăng Long là tầm ấy là không qua được nữa rồi 4:30 là nhà đi là không qua được nữa rồi. Con này là con lập khoảng ở nhà. Con lập nó khoảng ở nhà.
qua ra không hỏi. Lập ông đi hỏi cho anh Tuấn. Quan Tuấn mãi đấy, cả hai bố con đấy, ra đưa cả thằng con này nữa này. Ông tiến biết rồi, ông bảo đây con ông đi với xe bảo biết thế nào là con ông lập. Ông xong vườn ông lấy, cứ lấy mà làm ra sao, cứ làm nửa xe không? Toàn lấy đây ra đấy mà. Lấy xi với xanh của nhà, đóng trước, đông mua phát 37 cây. Cả bàn. Ông ấy bán được mà. Có thể bán con này 37 đồng. Như này thì bao tiền? Hả? Chừng rưỡi con. Rưỡi à? Cầm tay. Con này có tổng chất. Được cái gốc. Cành mình dâm mà nuôi được cành không? Không, hạt đấy. Nào được hạt đấy. À đây cành. Hạt. Hạt. Rất cái đoạn lọt xo. Cái chỗ đoạn cứa rồi bỏ. Vận chuyển nó dối. Vận chuyển nó dối. Cây thì phần xoắn xoắn. Nhìn cái pin cắt rời. Xanh là chơi được cắt rời được. Nên các bác đi bán thì những anh thành hình như vậy chơi cả cổ thì mình không chấp nhận được. Các bạn dưới này được bên này về lại phải luyện nhiều năm thì nó sẽ đi quê chứ. Mặt bên này nhìn dễ chịu hơn nhỉ. Cũng 1,5 triệu rồi đúng không? Hả? Cũng 1,5 triệu đúng không anh chưa? Không. Không phải à? 1,7 triệu đâu. Đây à. Này về luyện được. Có người xem này không có tay. Hay nhỉ? Bao nhiêu năm đi. Quá đẹp luôn. Chinh chiến các nơi đúng không? Coi là nếu mà cắt hỏng một con tầm tới 50.000 nay mang là hơi ít đấy, nhiều chút nhỉ. Tối rồi, cũng tối nó làm 20 cây rồi. À đây à, cây là bay rồi gì học thì đến buổi tối từ bắt đầu mấy giờ bác? Thường khi 9 giờ lên. 9 giờ lên đây, thường khi 9 giờ lên. Các bác lên sớm lắm. Alo. Cái này chưa xong được à? Cái này chưa xong được à? Chưa. Đang chờ ý kiến của Trần ra. Vừa thôi thì định làm sao để anh em gặp nhau lần đầu. Không thì dậy. Lập con sao vườn khoảng tính đủ. Ông Lập là biết đại ca của em thích rình rành đi tìm hộ ông này à, chứ không phải là mua của ông Lập đâu. Ông Lập ông đúng rồi. À, anh em có liệu ở đó. Liệu. Nhưng mà hơi ấy quá, hơi thiếu sức sống quá. Nếu mà dẻo cân em đấy. Nếu có thêm được. Tóc thì em phải cho này. Này. Một con này là bao nhiêu? Cũng nhà của anh Trương à? À mình đi mua à? À thích con liệu à? Con này thì mua tóc. Con nào con này là? Con ấy hơi bị đơ.
cái này thì hay hơn. Nhưng về phải cho nó, về phải cho nó ăn mạnh vào. To sát thôi chứ còn gì, con nếu mà làm vào đường chuẩn thì con này. Đường. Cây hết trung thủ rồi lấy cây. Hay đấy, nhưng mà phải cho nó ăn khỏe bạn. Lấy có 200 em gửi. Được. Làm con thì chơi nó lạ. Lưu hay mà, hoa đỏ. Hay quá, về rút nó đi cho ăn mạnh vào. Hay lắm mà. 250 à? 250. Lâm xịt cái chậu rồi. Thế được, hợp lý. Hôm nay anh mang cây của tàu rồi anh ạ. Ok, đi sau không biết là vào bao giờ nhỉ? Nếu nó vướng phủ lý thì anh chắc không lên nữa. À, đi phủ lý hay hơn à? Không phải, cái gì ở đấy nó sẽ có người mình làm ở đấy mất hàng 10 ngày. 10 ngày phủ lý, nếu mà ở đấy là nếu mà đến đúng phủ lý rồi không, ở tàu có 3 4 cây không? Tất cả tàu có 3 4 cây. To không? Có cây nào to? Nó giống của mình này. À, bằng này gì? Cũng không làm đẹp được như này. Không, ý cũng bằng này gì? Nhỏ bằng này. Nó không có co được như con này. Không phải, cái mặt con này, đoạn này thì thích nhỉ? Này là mấy tiền anh? Đây. Đây. Mình kéo chơi đội các bác nói hơi tục tí nhưng mà để chơi đang làng thu gọn lại. Bỏ hết, chắc bỏ vẫn hình hài này nhưng bỏ cái tay này đi. Côn cái bệ này, không chơi kiểu tay đằng sau này nữa. Chiếc làng, chiếc làng hơi già đấy à. Trắng hơn và tất cả các loại đầy tử khác nhấp bền đẹp đánh ngay quay phim à? Vâng. Cái cũ à, nắng mưa vô tư đó. Mít trong khe là còn mít kia thì bao tiền này? Chắc à, mít thì bao tiền? Còn hết 2 triệu. Xanh xì mini rất nhiều.